Chào tất cả anh em nhé. Chúng Bonsai đang có mặt tại công viên Non Nước đây, một trong những người rất nổi tiếng. Nói nổi tiếng ở đây chắc là anh em trên toàn nước cũng như trong ngoài nước đã biết rồi. Chúng Bonsai thì ít đưa tin, nhưng mà anh Địch đây là một trong những người nói chung là có đôi bàn tay vàng nhá. Là có rất nhiều cuộc triển lãm rồi, anh mang rất nhiều tác phẩm đi. Đặc biệt là anh em cũng ghi nhận, anh em trong Thanh Hóa đã được chiêm ngưỡng cũng như thưởng thức những tác phẩm của anh Địch rồi. Và cái này á? Và anh Địch đây, anh em nào mà có nhu cầu mà thiện chí mà mời được anh Địch đến vườn là cả một vấn đề nhá. Đặc biệt anh em Nga Sơn rất mong một ngày gần nhất anh Địch vào tham quan cũng như có thể hỗ trợ anh em chúng tôi chỉnh sửa một vài tác phẩm. Nói như thế thì anh Địch anh có cái cái lịch nhá anh Địch nhá. Đây, một trong những người rất đẹp trai đấy đang anh Lê Giao, Lê Giao Bonsai. Lê Giao Bonsai, vâng. Anh đang, cái này cây của anh nhỉ? Cây này của anh Cường. Đây, đang hỗ trợ anh Cường này. Và con này như trước cũng đá điếc của nó ấy chứ như anh nhỉ? Anh nằm. Bây giờ lại phải nuôi cho nó ấy thế anh. Còn xong được cắt hết cả, làm vui thế. Anh lại đưa lại rụt gì rồi. Con này vẫn là con não nhỉ? Hay là con... Rồi cứ có gậy thì ta cứ gọi anh em nào muốn đánh giá sao nhé. Đây trông là một con xanh răng não rồi. Đẹp quá. Anh Lịch kỳ này có bận không nhỉ? Bận chưa rồi. Bận... Sắp xếp vào Ngân Sơn rồi em chơi một vài hôm nhé. Vâng. Nhưng mà hôm đấy đúng là thành công anh ạ. Nói chung là được các anh và bận thật nhưng mà đúng là các anh đâu cũng hỗ trợ bọn em mà. Nói chung là cái cuộc anh mang mấy cái cổ vào sau nhưng mà anh mang mấy cái cổ vào. Vâng. Anh mang khoảng 500 cái cổ vào. Khi tới này bọn em cũng có một cái cấp xóm rồi là xong cái đợt này. Thì anh vào chơi tí nhá. Tinh thần tí để cho nó khí thế. Động viên tinh thần anh em bọn em trong đấy. Đặc biệt là cái ông đấy ông vừa về rồi thì ông cậu mà. Năm nào cũng cậu cũng là tổ chức gọi là nó chỉ là cấp xóm thôi nhưng mà nó cũng ý nghĩa đấy. Bọn em này cấp xóm nhưng mà em lại quy tụ được các anh em ở trên trong ngoài tỉnh cũng về chơi. Em chơi trong vòng một ngày hai ngày thôi nè. Bọn em thì nếu của triển lãm lớn như nếu mà huyện nó mà thống nhất được thì ok thì chắc là tháng 5 này đại hội đảng như đấy. Người ta thống nhất thì bọn em sẽ tổ chức thì lúc đấy chắc là phải nhờ vả các anh nhiều rồi. Có sự hiện diện đấy vừa rồi cho nó vui. Vâng đấy, tổ chức cái nó rồi nha anh em nhé, để đi sang tiếp tục những tác phẩm bên kia đấy nhá. Tác phẩm này anh đưa đi chơi là làm gì nhỉ? Chưa cái tay này mới đóng rồi đó, mới đóng cái này. Ừ, mới có sống không anh? Sống nó có dễ đúng không? Vâng. Ở đây anh em này chú ý đây, đóng chắc là cũng được. Cái đoạn này nó thẳng thế mình anh bảo cho nó khác đi đúng không? Đỡ chuông cái đoạn từ trên. Con này vách đẹp giả lắm, tốt. Con này về anh lâu chưa ạ? Này chắc được khoảng 3 tháng. Hỏi tí không phải chứ con này anh giờ giao lưu nhiều tiền đúng không ạ? Khoảng 100 triệu nha anh em nhé. Thì với những tác phẩm như này thì anh em nghĩ là tuổi của nó quá cao rồi. Bây giờ nói nhanh nhưng mà cái tay này nó ok được nữa nha, hoàn thiện thì cái điểm nó đẹp. Nhưng mà em nghĩ là anh nhìn vào trong màn hình nó có anh có đòi hỏi cao quá không? Như thế là nhìn cũng quá được rồi mà. Đúng rồi. Đấy, kể cả không có tay đấy nhá. Vâng. Mà anh đệm một vài cái tay rơi hẳn xuống đây hoặc cái tay bên này có tay rơi nữa thì em nghĩ là nó ấm cây nhỉ. Đẹp. Thực ra bây giờ nó chưa có lá, mai chưa có lá để trông nó đúng rồi, nó cân cây. Đối. Cái này đang nuôi này, đang không chưa muốn đi chơi là nuôi này cho rút ra để tạo những u cục cho cây cho nó giả cây. Đây, những nhân rút này. Em chú ý nhá, sau này mà những cái này nó mà to như một ngón cái thì những cái mầm của nó thì cây này nó sẽ dị dạng cỡ nào? Như thân gạo. Vâng. Thì đây, nhiều tiền đấy, lúc đấy nhiều tiền đấy. Nhưng mà giả lắm rồi. Con này té nước vào nhá. Hôm nay chúng tôi đi quay thì mới mà té nước vào một tí thì nó sẽ vàng ươm cây. Đấy. Chịu khó anh em ơi. Nếu mà anh em nào thiện chí mà bắt được cây này về nhá, không phải suy nghĩ gì nữa, chỉ có bấm chỉnh sửa lại một chút thôi.
anh Giang nhỉ, anh nói Giao. Anh Giao, à được. Lê Xuân Giao. Lê Xuân Giao đây. Anh Giao. Anh đọc được số điện thoại nhỉ? Anh em thiện chí muốn về tham quan vườn thì 0916613565. 0916613565 nhá. Rồi rồi anh em ơi. Số điện thoại thì đã để rồi tại trung tâm của hội chim cảnh vườn cảnh non nước. Vườn cảnh non nước đây. Trên dưới 2000 tác phẩm. Nói không sai để anh em là đi mỏi chân không hết. Nhưng mà hôm nay chúng con trai chỉ khác được 4 tác phẩm thôi. Đây, chia sẻ với anh em một tác phẩm mà các anh mới hạ ngọn đây. Đây là những cây mà rất là giá trị. Đấy. Thân một thôi nha, không chấp vá gì nha, bệ như này. Anh ơi, con này có phải tán tầng không ạ? À? Tán tầng thì đúng là già, cô nhìn. Như cái kiểu kia thì nó có độ bứt phá một tí, nhìn nó phong cách nó... Về á. Nó quái quỷ. Nhẹ hơn một tí, nhưng quái chơi quỷ. Cái kiểu đấy này, người chơi theo mang tính chất mình chơi cọc, chơi không giống ai thì nên chơi ở đây. Con này giờ giao lưu ra khỏi vườn nhiều tiền không ạ? Hay là... Con này... khoảng 40 triệu. 40 triệu? Vâng. Tại công viên non nước nhé, chúng một xài muốn chia sẻ với anh em một tác phẩm tán tầng đã đi hạ rồi. Cây này nó đã biên hóa rồi nha anh em nhé. Những cái điểm trên cây này thì chắc là anh em nào mà muốn khai thác thì đây là một con ba vai sau này khai thác rất là đẹp. Đây. Anh tên gì nhỉ? Tôi tên Thủy. Anh Thủy à? Anh đọc được số điện thoại thì cho anh em tham khảo. 0915 391 nhá. Ừ. Anh em nhé, anh em nào thiện chí thì alo thử xem. Còn cái giá cả thì anh cũng đã nói rồi, anh em có thể thương lượng cũng như là thêm bớt gì đó nhé. Vì đây là một tác phẩm nói chung là quá đẹp, mà già. Độ tuổi thì chắc không phải nói rồi, già sụn rồi. Đấy, nổi hoa, nổi drum rồi. Cột đành quá, cột. Còn bà vài trong này đục dẽo là một tí là nó hết ý. À, cái dãy này của anh cả? Không, cũng đây có hai con. À hai con, đây nữa à? Ui dồi, đúng giờ. Anh em chơi kỹ quá. Kỹ quá. Con này nhiều tiền không anh? Con này thì cũng gần 40. Gần 40. Con này cũng Nam Điền nhỉ anh nhỉ? Nam Điền. Đây. Đỉnh quá. Em nói chung con sai. Rồi. À, cũng thi thoảng với ra đây thôi. Rồi. Rất cảm ơn anh nhá. Đây cũng như tác phẩm đẹp quá. Rồi. Hôm nay uống rượu hơi nhiều nên là khản hết tiếng rồi. Dô ta dô hồi. Ở nhà anh em nhá. Để đi sang bên này nữa chiêm ngưỡng cho anh em chiêm ngưỡng một vài con mini nhỏ xíu thôi. Cũng là đây. Nhỏ như này thôi. Hàng VIP đây. Con này 2 triệu có giao lưu không? Mình đọc giá định luôn để cho ống khỏi ngượng. Đây, anh Thắng ơi, anh có một con rất là đẹp. Anh Thắng video bonsai anh em ơi. Đấy, con này chung bonsai cứ mạnh dạn giả 2 triệu. Đấy, mình nghĩ ở đâu giá ấy, nó khi thế. Nhưng... có giá là được rồi, hơn là không đấy, có giá. Đúng rồi, còn hơn là mãi không có giá đúng không? Đúng rồi, em đã có cái tên. Anh ơi, con này có Nam Điền không vậy? Con này sinh quê em ạ. Nam Điền thì lại... Thế... Nếu Nam quê... Điền thì này thì không đến giá đấy. Nếu có Nam Điền đấy, anh lại bảo không đến cái giá đó anh em ạ. Thôi thì chung con sai cũng chỉ biết vậy thôi nhá. Hẹn anh em ở video tiếp theo tại vườn anh Thắng video bonsai đây. Một trong những người mà rất là nổi đinh nổi đám kỳ này rồi trên YouTube rồi. Một ngày anh đưa ra là 4 video tiêu chí thôi. Là một người thổi lửa chúng tôi vào. Một người là cũng đang mang củi ném vào làng cây. Đấy. Nó cháy lên. Đấy. Anh Thắng nói thế là quá, mang củi mà ném vào cây thì
chết. Rồi đó, ok nhá. Đấy. Alo. Dạ. À rồi 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 rồi. Thank you.